sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ môn toán của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi vào phần chữa bài tập của bài số 6, cộng trừ 2 phân số khác mẫu số. Ở năm lớp 4 thì chúng ta đã được học về phép cộng, phép trừ 2 phân số có cùng mẫu số, đúng không nào? Vậy thì đến với bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn tập lại về phép cộng trừ 2 phân số có cùng mẫu số. Từ đó sẽ làm nền tảng để chúng ta ôn tập và học thêm về phần kiến thức cộng trừ 2 phân số khác mẫu số. Vậy hôm nay chúng ta gồm những dạng bài toán nào? Thì đầu tiên cô và các bạn cùng nhau đi vào phần hoạt động 1, yêu cầu tính. Trong phần hoạt động 1 thì chúng ta thực hiện cho cô 4 phép tính như sau. 6 phần 11 cộng 1 phần 2, 3 phần 10 cộng 5 phần 21, 11 phần 4 trừ 7 phần 5, 20 phần 18 trừ 2 phần 5. Và các bạn nhớ cho cô quy tắc thực hiện phép cộng, phép trừ 2 phân số khác mẫu số là chúng ta quy đồng mẫu số, đúng không nào? Đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm mẫu số chung bằng cách lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai thì sẽ ra mẫu số chung. Còn lại phần trên tử số thì tử số của phân số 1 nhân với mẫu số của phân số 2 và tử số của phân số 2 nhân với mẫu số của phân số 1. Hay nói cách khác là chúng ta thực hiện nhân chéo, đúng không nào? Vậy thì sau đây chúng ta cùng nhau đi vào phần lời giải để xem rằng giải bài toán này như thế nào và cách chúng ta thực hiện bài toán này ra làm sao. Đầu tiên đến với phần phép tính 1, 6 phần 11 cộng 1 phần 2 thì chúng ta sẽ có mẫu số chung là bằng 22. Với tử số của phân số 6 phần 11, chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 2. Tử số của phân số 1 phần 2, chúng ta sẽ lấy 1 nhân với 11. Từ đó chúng ta thu được phép cộng của phân số 12 phần 22 cộng 11 phần 22. Lúc này phép cộng hai phân số này đã trở về cùng mẫu số nên chúng ta thực hiện phần tử số, còn phần mẫu số chúng ta giữ nguyên sẽ bằng 12 cộng 11 phần 22 và bằng 23 phần 22. Và phân số này là phân số tối giản nên đây chính là kết quả của phép tính 6 phần 11 cộng 1 phần 2. Tiếp tục đến 3 phần 10 cộng 5 phần 21 thì chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số các phân số bằng cách lấy 10 nhân với 21 bằng 210. Do vậy mẫu số chung là bằng 210. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện quy đồng phân số 3 phần 10 bằng cách lấy 3 và 10 nhân cả tử và mẫu cho 21. Và đồng thời phân số 5 phần 21 chúng ta cũng nhân cả tử và mẫu cho 10. Từ đó chúng ta có được phép tính 63 phần 210 cộng 50 phần 210 bằng 63 cộng 50 phần 210 và bằng 113 phần 210. Và đây cũng chính là kết quả của phép tính 3 phần 10 cộng 5 phần 21. Tiếp tục 11 phần 4 trừ 7 phần 5 thì chúng ta có mẫu số chung là bằng 20. Chúng ta thực hiện quy đồng phân số 11 phần 4 bằng cách nhân cả tử và mẫu cho 5 và quy đồng phân số 7 phần 5 bằng cách nhân cả tử và mẫu cho 4. Lúc này 11 phần 4 trừ 7 phần 5 sẽ bằng 55 phần 20 trừ 28 phần 20 và bằng 27 phần 20. Tiếp theo, 20 phần 18 trừ 2 phần 5 sẽ bằng 100 phần 90 trừ 36 phần 90. Và chúng ta giữ nguyên mẫu số là 90, thực hiện phần trên tử lấy 100 trừ 36. Và kết quả sẽ bằng 64 phần 90. Chúng ta nhận thấy 64 phần 90 chưa phải là phân số tối giản. Chúng ta còn có thể rút gọn được nữa là chia cả tử và mẫu cho 2. Sẽ thu được phân số tối giản là 32 phần 45. Và đây cũng chính là kết quả có phép tính 20 phần 18 trừ 2 phần 5.
theo cô và các bạn cùng nhau sang tới phần hoạt động 2 là chọn dấu cộng hoặc dấu trừ thích hợp và dấu hỏi chấm. 1/20 hỏi chấm 2/3 bằng 43/60 và 7/11 hỏi chấm 5/8 bằng 1/88. Thì đầu tiên, để xác định được dấu cộng hay dấu trừ, các bạn vẫn phải quan sát cho cô và phần những phân số đã biết và những phân số mà đề bài đang cho. Với phép tính đầu tiên 1/20 và 2/3, chúng ta nhận thấy rằng với hai phân số này chưa cùng mẫu số nên chúng ta cần phải thực hiện đưa về chung mẫu số là 60, đúng không nào? Lấy 20 nhân với 3 thì là mẫu số chung bằng 60. Từ đó chúng ta thực hiện quy đồng mẫu số của phân số 1/2 bằng cách nhân cả tử và mẫu cho 3. Và quy đồng phân số 2/3 bằng cách nhân cả tử và mẫu cho 20. Thì lúc này chúng ta có rằng 3/60 và 40/60. Bây giờ các bạn quan sát mà kết quả của phép tính này đang là 43/60. Nhận thấy 60 đang là mẫu số chung và phần tử số đang là 43. Mà chúng ta nhận thấy 43 sẽ là tổng của 3 cộng 40. Do đó, kết quả của phép tính này là phép tính cộng. Dấu của phép tính này là phép tính cộng, có 3/60 cộng 40/60 bằng 43/60 hay 1/20 cộng 2/3 bằng 43/60. Tiếp tục đến với phép tính thứ hai là 7/11 và 5/8, kết quả là 1/88. Chúng ta cũng phải nhận thấy rằng mẫu số chung ở đây đang là 88, nên cần phải quy đồng phân số 7/11 và 5/8 bằng cách phân số 7/11 nhân cả tử và mẫu cho 8 và phân số 5/8 thì nhân cả tử và mẫu cho 11. Lúc này sẽ là 58/11 và 56/88 và 55/88. Kết quả của phép tính này đang là 1/88. Nhận thấy đang có mẫu số chung rồi và phần tử số đang là 1, tức là nó sẽ là hiệu của phép tính 56 trừ 55, nên dấu của phép tính này phải là dấu trừ. Chúng ta có 56/88 trừ 55/88 bằng 1/88, hay nói cách khác chúng ta có 7/11 trừ 5/8 bằng 1/88. Tiếp theo chúng ta sang tới phần hoạt động 3 là phần hoạt động tính. Thì các bạn nhớ cho cô về cách viết gì nhỉ? Cách viết phân số theo phép chia số tự nhiên, đúng không nào? Chúng ta có A chia B thì sẽ bằng A phần B, đúng không nào? Hay nói cách khác, A chia 1 bằng A phần 1 và bằng chính nó, là bằng A. Vậy thì từ đây chúng ta có 4 phép tính: 7 + 1/5, 14/5 + 1, 3 - 11/8 và 31/10 - 2. Thì chúng ta thấy các số tự nhiên như là 7 này, là 1 này, là 3 này, hay thậm chí là 2 thì chúng ta đều đưa về mẫu số là 1 và phần tử số là số tự nhiên. Ví dụ như 7 thì sẽ là 7/1, 1 sẽ là 1/1, 3 sẽ là 3/1 và 2 sẽ là 2/1. Thì từ đây chúng ta sẽ có được phép tính giữa hai phân số với nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện phép tính đầu tiên, đó là 7 + 1/5. Với 7 + 1/5 thì chúng ta sẽ viết được thành 7/1 + 1/5. Lúc này chúng ta thực hiện tìm mẫu số chung bằng cách lấy mẫu số của hai phân số này nhân với nhau là bằng 5. Và tử số 7 nhân với mẫu số 5, tử số 1 nhân với mẫu số là 1 sẽ thành phép tính 7 + 1/5 sẽ bằng 37/5 + 1/5 và kết quả bằng 38/5. Tiếp theo đến phần B, 14/5 + 1 thì chúng ta sẽ viết được thành 14/5 + 1/1.
mẫu số chung là 5, thực hiện quy đồng phân số 1/1 nhân cả tử và mẫu cho mấy nhỉ? À, nhân cả tử và mẫu cho 5 thì chúng ta được kết quả là 14/5 cộng 5/5 và thu được giá trị bằng 19/5. Như vậy kết luận 14/5 cộng 1 thì bằng 19/5. Tiếp theo ở phần C, 3 - 11/8 thì chúng ta viết được thành 3/1 - 11/8. Lúc này đi tìm mẫu số chung bằng cách lấy 1 nhân 8 là bằng 8. Thực hiện quy đồng mẫu số 3/1 nhân cả tử và mẫu cho 8 thì chúng ta thu được phân số mới là 24/8. Lúc này 3/1 - 11/8 sẽ bằng 24/8 - 11/8 và kết quả thì bằng 13/8. Kết luận 3 - 11/8 bằng 13/8. Tiếp theo 31/10 - 2 thì chúng ta viết được thành 31/10 - 2/1 và quy đồng phân số 2/1 nhân cả tử và mẫu với 10 thì chúng ta sẽ có là 31/10 - 20/10 và kết quả thì bằng 11/10. Rồi, cô và các bạn cùng nhau sang tới hoạt động cuối cùng của bài số 6 ngày hôm nay. Để chia đều 5 chiếc bánh cho 6 người, hai bạn nam và robot đã đề xuất cách làm như hình dưới đây. Phần bánh của mỗi người thể hiện bằng cách phần tô màu đỏ. A. Em hãy mô tả cách chia bánh của mỗi bạn. B. Em hãy giải thích vì sao với cách chia bánh của robot thì mỗi bạn được 5/6 cái bánh. Thì các bạn quan sát cho cô này. Cách chia bánh của bạn nam là có 5 cái bánh. Mỗi bạn sẽ được 1/1 của chiếc bánh đó. Tức là trong một chiếc bánh này sẽ chia làm mấy phần bằng nhau? À, trong một chiếc bánh này sẽ chia làm 6 phần bằng nhau và mỗi bạn sẽ được 1/1 của chiếc bánh đó. Thì suy ra thì mỗi bạn sẽ được 5/6 cái bánh. Tiếp theo nào? Với hình của bạn robot thì chúng ta quan sát rằng bạn robot đang chia 3 cái bánh đầu tiên thành một nửa. Mỗi cái bánh sẽ chia làm 2 phần bằng nhau. Còn 2 chiếc bánh còn lại thì bạn chia thành 3 phần bằng nhau. Vì vậy bây giờ chúng ta quan sát cho cô là với hai cách chia này thì cách chia nào sẽ dễ dàng hơn? Để tìm hiểu xem rằng cách chia nào sẽ dễ dàng hơn thì chúng ta cùng nhau đi vào phần A, đó là mô tả cách chia bánh của mỗi bạn. Thì từ đây chúng ta thấy rằng bạn nam chia mỗi bánh thành 6 phần bằng nhau, mỗi bạn nhận được 1/1 của cái bánh đó. Còn bạn robot thì chia 3 chiếc bánh. 3 chiếc bánh đầu tiên, mỗi chiếc bánh được chia làm 2 phần bằng nhau. Còn 2 chiếc bánh còn lại thì mỗi chiếc được chia ra làm 3 phần bằng nhau. Do đó mỗi bạn sẽ được 1/2 cái bánh và 1/3 cái bánh. Từ đây thì chúng ta có thể chứng minh được rằng bạn robot chia bánh thì mỗi bạn nhận được 1/2 cái bánh và 1/3 cái bánh. Từ đó tổng số bánh các bạn nhận được lấy 1/2 cộng 1/3 và kết quả thì bằng 5/6 cái bánh. Kết luận, vậy cách chia của robot thì được 5/6 cái bánh. Rồi, như vậy cô và các bạn đã cùng giải quyết xong bài số 6 cộng trừ 2 phân số khác mẫu số. Thì chúng ta thấy rằng nền tảng của phép cộng trừ 2 phân số khác mẫu số là chúng ta cần phải nắm chắc cho cô kiến thức về cộng trừ 2 phân số có cùng mẫu số, đúng không nào? Từ đó thì với bài toán nào chúng ta cũng thực hiện được theo quy tắc là tìm mẫu số chung. Sau khi tìm mẫu số chung xong rồi thì chúng ta thực hiện quy đồng phân số để sao cho trở về phân số có mẫu số chung. Và từ đó thì chúng ta thực hiện được phép cộng, phép trừ 2 phân số có cùng mẫu số. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.